Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dự kiến sẽ có khoảng 98% doanh nghiệp đang hoạt động, tức là vào khoảng 740.000 doanh nghiệp thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất, theo Nghị định số 41 của Chính phủ, với tổng mức khoảng 180.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sẽ có chế tài để chống doanh nghiệp lạm dụng trục lợi khi thụ hưởng các gói hỗ trợ. Bộ Tài chính đã đề xuất việc gia hạn, miễn và giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với khoảng 220.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó sẽ thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Bộ Tài chính đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng vật tư và thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đã trình chính phủ sửa đổi một số nghị định điều chỉnh biểu thuế xuất nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da dày, dệt may, chế biến nông lâm thủy hải sản, cơ khí công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ô tô. Dự kiến việc điều chỉnh này sẽ giúp giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp năm 2020 trên 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, trong đó dự kiến điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng một tháng lên mức 11 triệu đồng một tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng một tháng lên mức 4,4 triệu đồng một tháng. Việc điều chỉnh sẽ có khoảng 6,8 triệu người được hưởng lợi, trong đó có khoảng 1 triệu đối tượng sẽ không phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2020. Tổng số thu nhập của người lao động được giữ lại để chi tiêu thêm nhờ việc điều chỉnh này trong năm nay khoảng 10.300 tỷ đồng.